Bây giờ ôi kìa 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 kìa. Đây đây, thấy mày thấy nó nổi đầu không? Đây đây. Ấy. Biểu. Im 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 im. Ngồi, mày ngồi xuống, ngồi im vào. Con cá ăn rồi. Đưa bên này của con. Ôi sao của em căng lắm. Hả? Ôi ơi, được nhấn. Ôi kìa, kéo nó lên. Ôi dồi ôi. Quá kinh luôn. Tí về anh phải đào con gì nữa ăn. Anh phải bắt con gì to đi câu. Ui. Sợ không? Phê nhờ. Em... Thấy chưa? Tao bảo nhiều. Tao bảo nhiều ếch lắm ở đây không chẳng nghe. Chẳng qua anh câu được thôi. Anh xem mày... anh có câu được không nhé? Mày biết cái gì? Xem anh câu được không? Nó cầm chặt đi. Ây da. Tí về em ăn hết mấy cái đùi. Mày thật. Ui răng. Có răng con này. To có răng. Ui. Chắc lắm. Con này mày giật mạnh quá. Ai, ui nó có răng. Sao ếch lại có răng nhỉ? Ai da. Rồi. Anh nhốt nó lại không? Anh lấy cái gì ấy? Anh lấy cái đấy, xô câu, anh ụp lại. Câu đi, câu đi, câu đi. Số vỡ đấy thì vứt. Đây, anh đi lấy dậy. Cứ câu đi. Câu nhé. Ui giời, to thật con này. To. Sao anh không buộc vào chân này, không nó mạnh nhảy mất. Buộc vào chân thì được dây, buộc vào chân gì? Buộc vào chân nó ấy. Đây. Nó mới nhảy xuống đây mất của em bảo. Đấy. Bố nó không chạy được. Cần anh đâu? Đây. Lúc này có con, như không phải con ếch, con cá nó rút ra. Đây. À. Béo. Anh có một câu. Câu ăn. Trong cái lúc anh đấy mày không xem mồi của anh à? Hết mồi. Anh không câu được chưa về không cho anh ăn đâu. Chưa, tí nữa kiểu gì ta cũng câu được mấy con. Thấy mồi đó. Úi, nó nhảy mất. Anh chưa nó lại anh mất đi. Điên này, tao kế xem nó có được con nào. Có mà được. Không cần nghe này. Rồi ăn may được còn ếch mù. Cứ để ý này. Cứ đi. Ôi có anh được. Hả? Anh mắc bèo. Anh mắc bèo. Ôi, đây, đây mới được ấy. Đây mới được ấy. Ôi, nó chưa cho khéo. Ôi, yeah. Mau kính lưỡi. Ôi, sữa lươn luôn này. Kinh không? Đã ăn mất 2 con mồi của em mới giết được ấy. Ui. Sao rồi? Áo này là mù. Không. Mà anh làm cái cần như điên ấy. Tí nữa thì mất con ếch công tốn này. Mất thế nào được? Ui, anh móc con này to phết đấy. Không bằng con kia. Con này bị dính vào lưỡi. À. Ui. Ui mày thế mọc một tí. Đấy đi để anh buộc nó vào đây. Ra được 2 con rồi. Về đây. Về cái gì? Câu đi răng nhiều. Ăn được hết à? Ăn được. To vãi. To nhỉ. Câu đi anh buộc cho. Hết con run rồi. Đây đấy anh lấy nhiều mà nó bỏ mất đấy. Ui. Ấy, có ông kia ông đi câu cá kìa. Thấy chưa? Không mong câu được cả yến ếch. Ông đi câu cá mà câu được ếch. Ơ? Anh chàng à? Chắc chạm cái mạng ấy. Ông đi câu được nhiều cực. Đấy. Ông câu nọ được nhiều cực. Bắt câu ếch cái câu hả ấy? Hai con này. Chính rơi, cẩn thận mình rơi mất của em. Nằm đây, cho nó nằm ngửa ra. Hôm nay em được 2 con rồi đấy. Mày. Mày. Nào cho nó ăn hết mồi vào.
cá mà đầy cá gì á quá. À đây đã có. Gặp chỗ nào đấy? Con này nó không ăn đâu. Vừa đi. Này đúng không? Em câu kinh điển. Ngày trước đi, em đi học học câu câu ếch. Học cái mắc. Bác đi câu cá đâu ấy? Đây cháu đi câu được ếch này. Úi giời, mày ếch to thế, mày câu ở đâu mà được lắm thế? Đấy. Ừ, đây đây đây. Đây, cá thật. Đấy, kinh điển cơ. Nếu mà bác câu thì không được. Cháu tưởng chưa bác câu được nhiều ếch lắm à? Không, bác câu không được, nó không ăn của bác. Cháu tưởng thế chứ. Không, mồi của bác nó mồi đều, cân của chúng mày cân đấy thì câu mới được. Đấy. Câu câu tí nữa được cả con cá. Làm ếch thật thì đây là ếch nước. Ừ, toàn ếch to. Lắm. Ngay tí nữa được thì con cá. Ôi, 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 con ếch to thế. Ôi, chúng mày câu ở đây mà lắm ếch thế, cho bác câu ơi. Bác câu đi. Ồ, thế thì bác câu. Ừ, mà bác câu ở đằng kia nó chả ăn. Cháu không câu đấy, cháu về đây, cháu về. Ờ, về hả? Chúng mày về hả? Thế là câu với bác cho vui. Cháu ăn ba con thôi. Ui, thế à? Thế thì để bác câu nhá. Thế rồi, đang câu được mà về làm gì? Anh ở đấy mà câu em đi về, em nướng em ăn. Ê, nướng á? Ếch phải sao xả ớt chứ này nướng. Ếch sao xả ớt á? Ếch sao xả ớt á? Ờ, rồi, nướng ăn ngon hơn à? Dạ đây, dạ đây, cho cái cơn này. Ừ, anh buộc. Dạ cái gì, câu đi. Không, về. Nhưng để buộc lại, nó rơi buộc mắt. Lại à? Rồi, thế thì, cầm mình bác câu thì chán quá. Ôi, thì tao sắm quân cân này tao câu. Đây một lúc thì lại 5-6 con nữa nhờ. Cứ về vội làm gì ấy? Không, em về em nướng. Em nướng em ăn. Hả? Cho về em nướng. Về nướng. Em về đấy. Ấy, đợi anh về. Cái anh đang nhiều mày câu được vừa. Đang nhiều anh có câu được đâu. Thế thì chưa cho bác uống rượu với nhá. Cháu về chưa đây, cháu về chưa đây. Ừ, về nấu cho bác uống rượu với nhá. Cứ đòi về vừa vội. Cháu về đây. Anh có câu được đâu mà. Ấy, giúp bụi chuối. Ếch giúp bụi chuối đây. Đây đây đây, chỗ này kìa. Ếch ôm củ chuối. Rồi, lấy củ đi. Anh để em đi trông. Trông cái mông đó. Trông chó để ăn hết đấy. Cái mẩy ăn đấy, chó. Ếch tàu bay. Anh làm gì hả? Nướng. Nướng hay đấy. Hay gì mà hay. Thấy chưa? Chưa. Nhìn nó cơ bắp nhỉ. Nhìn ếch cơ bắp quá. Bỏng bỏng. Đi xỏ con kia vào nướng nó đi. Anh nướng hai con. Anh ăn hai con, mày ăn một con. Anh nướng đi. Em câu được rồi. Em câu. Hai thịt cho mày ăn. Mày còn làm mất ớt. Đấy. Anh mãi làm kiểu gì nó kẹp ấy. Sợi phê không? Hôm nay đó nướng. Hôm nay nướng ngon cho mày ăn nhá. Ngon á? Siêu ngon. Ấy, còn con kia, mày ăn da anh ăn thịt cho. Không. Cầm da cho nó. Em cầm nó. Ở đây này. Cảm ơn. Đây gọi là ếch quàng gánh. Ếch quàng gánh. Anh ơi, hả? Bên dưới chín rồi nào ấy. Thế mới gọi là ếch bay. Ngu đấy. Thế mới gọi là bay. Nhìn là cho nó bay ra nhé. Bay khỉ ấy. Ôi, làm nào đấy. Lật quay lại đi, buộc lại đi. À đây. Rồi. Bỏng quá. Đấy, mày thấy chưa? Nó phải gọi là thế nó mới chín đều thế. Mà thấy anh thông minh không? Em mà không bảo à thì chảy cháy rồi. Mà thấy anh thông minh không? Sợi. Ngu. Ngu, mày ngu ấy. Đây là em bảo ấy. Đây, của mày, đây, phần của mày thế này, con ếch là của tao ăn đấy. Ếch em câu được cơ mà, cho anh ăn ra là tốt lắm rồi. Ừ,
Ôi, kêu được ai thịt cho mày ăn? Thịt phải cho ăn ra đi. Quay, mà để thì tao có một yến nữa. Mày câu, tại mày về sớm ấy chả thế? Câu chả được con nào. Đòi tại em câu được. Lại còn được cả một con cá chứ. Được cá, cá đâu? Rơi xuống rồi. Rơi xuống rồi thế gọi là được à? Chẳng qua nó không mắc mấy thôi. Mấy yêu các bạn, hôm nay có món ngon ăn. Kinh điển. Hy vọng là nó không đuổi nữa. Ờ, hôm nay mà bị Tào Tháo đuổi nữa thì em dám giờ em làm của mày nữa. Tao cơ hôm nay quen lắm rồi. Làm ẩm thực gì tan bị Tào Tháo đuổi nữa. Mỗi một lần. Mỗi một lần em bị suốt. Mỗi một lần lòng Tào Tháo thôi. Đây là ếch, ếch bay hiểu không? Ếch này hả? Ếch bay. Cái ếch gì? Ếch gì? Ếch gì? Ếch gì cũng em bảo. Chỉ nữa đấy. Được chắc không? Ếch đồng khác biệt. Chắc mịt. Ếch đồng. Nhìn, nhìn như đùi gà trọi ấy. Như là chó. Ngon hơn. Ngon hơn là chỉ thì tại đấy. Ngon này. Chưa chả ngon. Mình chín thấy ẩm thực của... Ui chín rồi, chín rồi. Lấy. Tui tui tui. Đi em chả cho. Đi. Ẩm thực hôm nay cực ngon rồi nhé. Đây, mà mày ăn ra đi. Đây cho mày một con. Không. Mày ăn hai con. Em ăn hai con đấy nhé. Em câu được cơ mà. Mày cho anh ra ăn hết con này, cứ không. Ăn hết con này đi. Không. Ừ. Để lấy cùng ăn. Mời cả nhà nhé. Mời cả nhà nhé. Ừ, ngon lắm. Anh gỡ vào cái này cho em này. Dưới dưới mời các. Mời các bạn nhé. Ui, ngon rồi. Ừ, ếch đồng. Ếch đồng dài vậy. Ngon. Ngon lắm các bạn. Còn mỗi qua ba quả ớt không cay lắm. Nè, xoay vào đây nè. Để nhìn con xanh chắc như nào. Cực ngon. Xé cái đùi cho vào mồm. Không, hôm nay không chê nữa. Ếch của em câu mà ạ. Thằng nào ướp vào nướng nào thì quan trọng là phải có ếch. Quan trọng là cái thằng nấu. Ui. Ngon nhỉ? Ngọt nhỉ? Ngon vãi. Gà cũng chín chưa? Thôi mấy rửa. Đồ ngọt vừa dai. Thơm. Thơm điếc mũi. Được, siêu ngon. Ếch nguồn siêu ngon. Ngọt. Thì thật ngon. Anh ơi. Dạ. Cắn vào kia. Chép, ghê thằng bác. Ồ, ăn cam đi lộn cả con à. Lộn được cả con là tao cắn cái chân ra. Ăn cam chưa nhé. Tham, tham thức đấy. Tham. Bố mày mới là thằng ăn tham nhất đấy. Ừ. Ừ. Ha. Sườn bông. Sườn giòn. Cứng. Ngọt lên. Này. Giòn. Ngon mà. Không biết bọn ếch này nó có ăn cứt không nhỉ? Nhìn mặt. Mày câu bằng run đấy. Ếch ăn run hay ăn cứt? Chúng mày thấy mày câu mồi bằng cái gì? Run. Thế anh rửa mồm rồi chưa? Chưa. Ta chỉ rửa mồm là ăn run đấy. Ta chỉ rửa đít nó thôi. Bẩn. Ngọt. Mà vẫn ngon. Ừ.
Nó mới còn lon bia nữa thỉnh hoàng. Tôi còn lon coca đấy, giật mình. Ngọt quá. Đây lưỡi. Các bạn đã chuẩn bị cho mình một cái chậu chưa? Hứng nước quá. Rất ngọt. Ngon lắm. Này, cho mình cái đầu này. Đấy, ăn đi đầu ngon cực. À. Đấy, đầu ngon cực này, nhìn này. Thấy chưa? Có ăn cái đầu giòn. Anh miếng siêu ngon. Đang định làm siêu cay thì thằng giặc này nó phá hết ớt. À, anh chưa nghe bảy em này. Đầy ốc rồi nhỉ? Ớt rồi nhỉ? Dạ ớt rồi nhỉ? Mày không biết lấy chảy cuối ra giã à? Hả? Mỏi rồi. Mỏi. Mấy cái lằn nát rồi bỏ phí. Mà nó bốc vào cho mày ăn nhá. Nhanh nhanh thế. Mày ăn, mày ăn hết ba cả ba cái đầu ra chân rồi. Rồi lại mỗi anh cái xương à. Ra đây. Anh ăn hết bắp thịt của em. Đây, con da của mày nè. Ôi cháy mẹ rồi. Chả được à. Nó da ngon. Nhìn chưa chín. Ăn thịt ngon. Đã chưa chín rồi. Ngọt lắm các bạn. Ngọt hết luôn. Dài nữa. Ngon rồi, cách đầu. Mà giới trình độ ẩm thực của anh nhìn ngay càng tăng cao. Ếch đấy làm gì phải ếch đồng? Hử? Ếch bèo. Bèo chứ không phải gần đồng đấy à? Gần đôi mã bảo là nó gần đồng. Đồng với đôi mã nó chả dưới à? Ở đấy là ếch đôi mã. Ừ, đôi mã.